Trong khi bốn lời tiên tri đầu tiên của người Maya đều đã thành sự thật, chỉ duy nhất một điều cuối cùng cũng là điều kinh khủng nhất rất may đã không xảy ra. Cùng theo dõi video ngày hôm nay để tìm hiểu về lời tiên tri ấy và có câu trả lời về điều đã ngăn cản lời phán ấy thành hiện thực nhé. Tiên tri của người Maya đều thành sự thật, trừ điều đáng sợ nào. Trong khi bốn lời tiên tri đầu tiên của người Maya đều đã thành sự thật, chỉ duy nhất một điều cuối cùng cũng là điều kinh khủng nhất rất may không xảy ra, nguyên nhân do đâu? Người Maya có nguồn gốc từ vùng Mesoamerica, tức Trung Mỹ ngày nay. Khu vực này nằm giữa Mexico và Nam Mỹ, là quê hương của nhiều nền văn hóa, trong đó có Aztec, Olmec, Teotihuacan và Tontec. Dù đã tồn tại cách đây hàng ngàn năm, nhưng đã rất phát triển trong nhiều lĩnh vực, văn học, toán học, thiên văn học, kiến trúc. Trong khi bốn lời tiên tri đầu tiên họ đưa ra đã ứng nghiệm, tuy nhiên lời tiên tri cuối cùng là về ngày tận thế năm 2012, rất may chưa xảy ra. Những lời tiên tri người Maya để lại đề cập đến tổng cộng 5 chu kỳ hủy diệt và tái sinh trong thế giới của chúng ta. Một chu kỳ được gọi là thời đại mặt trời. Thời đại mặt trời đầu tiên trong các thời đại mặt trời trước đó là nền văn minh Zendaya. Nó được cho là một nền văn minh siêu sức mạnh, nhưng có rất ít thông tin về nó, vì vậy không có cơ sở lý thuyết hiện đại. Thời đại mặt trời thứ hai cũng là nền văn minh Lưỡng Hà, là sự tiếp nối của nền văn minh trước đó, nhưng trong thời đại mặt trời này, các siêu cường đã biến mất thời đại mặt trời thứ ba là nền văn minh murian đây cũng là sự tiếp nối của nền văn minh trước họ bắt đầu sử dụng năng lượng thực vật nền văn minh này đã bị phá hủy bởi sự chìm của lục địa và thời đại mặt trời thứ tư là nền văn minh atlantis quen thuộc hơn họ kế thừa nền văn minh cuối cùng không phải sự tiếp nối bởi vì atlantis đến từ những người thuộc địa của orion nó đã tồn tại từ thời của nền văn minh murian và đã có những cuộc chiến tranh giữa hai nền văn minh này và nó cũng đã bị phá hủy bởi thiên tai cuối cùng người Maya tiên tri vào năm 2012, kỷ nguyên mặt trời thứ năm bắt đầu, một năm mà sự sống ở Bắc Bán Cầu sẽ chết và nền văn minh sẽ tan rã. Tuy nhiên điều này rất may đã không xảy ra. Bên cạnh đó, còn có bốn lời tiên tri khác khác bao gồm sự xuất hiện của ô tô và máy bay trên thế giới, thế chiến thứ hai, sự ra đời của Hitler và sự kết thúc của chính người Maya. Cái cuối cùng là ngày tận thế ngày 20 tháng 12 năm 2012, bốn lời tiên đoán đầu tiên đã thành sự thật vậy tại sao lời tiên tri về ngày tận thế cuối cùng lại không như thế? Sau khi nghiên cứu trong một thời gian dài, một số chuyên gia đã đưa ra những suy đoán rằng, liệu có phải chúng ta đã hiểu sai về dự đoán cuối cùng hay không, lời tiên tri đề cập đến sự thay thế của các nền văn minh. Người Maya cảm thấy rằng tất cả mọi thứ trên thế giới đều phát triển thường xuyên và theo chu kỳ. Và sau thế kỷ 21, loài người đã đi một con đường hoàn toàn khác với xã hội trước đây. Có thể, năm 2012 không phải là là ngày tận thế mà là thời điểm tinh thần của con người bắt đầu thức tỉnh và phát triển nhanh chóng, nhận thức của con người đối với vũ trụ sẽ đạt đến trình độ cao hơn. Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ về một sự hoang mang toàn cầu khi thời khắc tận thế được dự đoán đến gần, hay có cả một bộ phim diễn tả một cách rất kinh hoàng ngày tận thế. Thật may, chúng ta vẫn còn thời gian và chỉ bằng cách bảo vệ lấy môi trường, chúng ta mới có thể kéo dài khoảng thời gian này.